hôm nay ngày nào cũng trời mưa trời gió hết trơn á vậy thì đừng có đi đâu ra ngoài đường hết nha hãy cùng ở nhà và làm mô hình nhà giấy cùng với gen không biết là từ cái hồi mà mọi người còn nhỏ đó mọi người có hay chơi mấy cái mô hình này hay không còn gen á là đã chơi mấy cái bộ mô hình nhà giấy này từ khi còn đi học rồi nhưng mà thời gian thoi đưa mười năm mười mấy năm làm cho mình quên luôn là mình đã từng chơi mấy cái bộ mô hình nhà giấy này cho đến một ngày gen phát hiện ra là mấy cái mô hình nhà giấy dạo gần đây toàn là mấy cái mẫu đẹp đẹp xinh xinh không hà Cho nên là mình rinh về liền chứ còn đợi cái gì nữa Đây chính là cái mô hình tổng quan để cho mình có thể lắp ráp ra được cái kết quả cuối cùng Còn bây giờ thì mình phải tự tay để làm từ A đến Z để có thể xây dựng nên cái ngôi nhà giấy này nha Bên trong cái bộ này thì người ta có đánh số cho mình hết rồi Ví dụ như là cái lỗ đó có đánh số 1 thì mình sẽ đi kiếm cái đồ dùng có cái số 1 và mình sẽ cắm vào cái lỗ đó thôi Đây chính là cái nền nhà của cái nhà mà hôm nay Zen sẽ lắp ráp cái nền nhà này nhìn xinh ghê Có một lát cam và một lát chanh nữa chứ Nó rất là cute phô mai que luôn á Đầu tiên là mình sẽ đục hết mấy cái lỗ này ra nha mọi người Để lát nữa mình sẽ dễ lắp ráp mà cái cây nhíp là cây nhíp của gen nha mọi người chứ không phải là của cái bộ này đi kèm đâu cho nên là nếu bạn không có cây nhíp này thì nó sẽ hơi bất tiện trong cái quá trình mà làm mô hình nhà giấy này đó đây chính là một cái tủ đồ màu hồng với những bông hoa cúc màu trắng nhụy vàng rất là đáng yêu luôn và cũng bởi vì đây là cái vật to nhất ở trong cái mô hình này cho nên là mình sẽ ưu tiên lắp ráp nó trước Zen chơi cái bộ này từ khi mà mình còn nhỏ rồi cho nên thật sự bây giờ cũng không có còn nhiều kỹ năng để chơi cho lắm nhưng mà gen có một kinh nghiệm đó chính là mọi người cứ lắp ráp những cái vật dụng mà nó bự trước đi còn những cái vật nhỏ nhỏ và chi tiết thì mình sẽ lắp sau cùng như vậy thì nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều sau khi đã lắp xong cái tủ quần áo rồi lắp xong cái giường ngủ rồi thì bây giờ mình sẽ lắp thêm cái đầu giường nha mọi người theo như mình thấy thì cái giấy này nó khá là cứng cáp nhưng mà nói cứng cáp vậy thôi chứ mạnh tay thì nó vẫn sẽ gãy như thường luôn cho nên là mọi người cần phải nhẹ tay một tí nha Còn cái này hình như là cây quạt máy nè mọi người Mình sẽ cắm vào đúng cái lỗ tương ứng với con số đó Ví dụ như cây quạt này thì có số 22 thì mình sẽ cắm vào cái lỗ số 22 thôi, rất là đơn giản luôn á mọi người. Nói là như vậy thôi chứ thật sự chơi cái bộ này tôi cũng rất là tốt luôn á mọi người. Bởi vì cái hình của nó nó in bị lệch một tí xíu á mọi người có nhận ra không? Nó không có được khớp với những cái chi tiết và những cái họa tiết ở trên đồ dùng cho nên là nhìn nó vẫn hơi kỳ kỳ một tí xíu á mọi người. Bây giờ thì Zen đang lắp một cái ghế ngồi nè cả nhà. Trong cái căn phòng này thì sẽ có hai cái ghế dựa như thế này rất là đáng yêu luôn. Nói chung là chơi cái bộ này cũng rất là thoải mái và dễ thương Chỉ có hai điểm trừ duy nhất Thứ nhất là cái bộ này nó không có đi kèm một cái nhíp nào hết Thứ hai là cái hình chi tiết nó in hơi bị lệch một tí xíu Nhưng mà thôi mình đã lỡ chơi rồi cho nên là mình sẽ bỏ qua cho em nó Và sẽ tiếp tục với cuộc vui của ngày hôm nay Nãy giờ làm cho mọi người xem chỉ mất mấy phút thôi Nhưng mà nãy giờ mình đã làm được kha khá những cái vật dụng ở trong căn phòng rồi nè mọi người Chúng ta đã làm được hai cái ghế dựa, một cái tủ quần áo, một cái giường, còn bây giờ thì mình sẽ cắm cái bàn vào ở giữa nha. Rồi có thêm một cái cây quạt máy rất là dễ thương nằm ở góc phòng rồi kìa. Gen cũng vừa cắm thêm một cái chậu cây ở góc phòng nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho hai cô công chúa này ra xuất hiện luôn nha. Đây chính là chủ nhân của hai căn phòng này. Ừm, uhm, có một cái giường thôi nhưng mà có tới hai chủ nhân ư? Ừ. Chắc là một trong hai bạn này là bạn bè tới chơi thôi rồi tối sẽ đi về chứ không có ngủ lại đâu nha mọi người. Bây giờ đến với một cái dụng cụ mà mình rất là thích ở trong căn phòng này đó chính là mình sẽ lắp ráp một cái bàn trang điểm nha cả nhà. Cái bàn này thì cái phần thân dưới thì có màu xanh lá cây rất là đáng yêu, còn cái phần trên thì nó sẽ có màu hồng. Theo như mình thấy cái căn phòng này nó có cái màu chủ đạo là màu hồng nhưng mà nó vẫn xen kẽ màu xanh lá cây và màu xanh da trời rất là hài hòa và đáng yêu luôn. Mọi người có nhìn thấy phía trên cái bàn trang điểm còn có rất là nhiều phấn son được vẽ lên trên rất là chân thật hay không? Còn đây chính là cái tủ kệ ở dưới được làm bằng gỗ và có màu xanh bạc hà rất là đáng yêu luôn nè mọi người. Mình sẽ gắn cái bàn trang điểm này vào và sau đó sẽ lắp vào trong cái căn phòng của mình nha. Tính ra là cái bàn trang điểm này làm khá là kỳ công đó mọi người. Mình phải lắp ráp 3 bộ phận khác nhau lại với nhau thì mới có được một cái bàn trang điểm hoàn chỉnh. Đến bước cuối cùng rồi thì mình sẽ chuẩn bị lắp cái tường cho cái căn phòng này. Trước khi mà lắp cái tường này vào thì mình sẽ đục cho mấy cái lỗ này ra hết nha mọi người mình phải làm cái công đoạn này thì mình mới có thể lắp ráp cái tường vào được uhm, không biết là mọi người có thấy cái bức tường này đẹp hay không chứ thật sự mình thấy cái bức tường này nó giống như là sở thú vậy đó mọi người cái gì mà trên cái tường nó có hưu cao cổ rồi nó có khủng long rồi nó còn có hai con cái heo nữa chứ mọi người rồi còn có cây cỏ tùm lum tà la hết trơn á nhìn chung thì cái tường này nó cũng không có xấu nhưng mà nó quá là nhiều họa tiết á mọi người cho nên làm làm cho mình nhìn hơi bị rối mắt còn đây chính là cái vật dụng cuối cùng mà gen sẽ khui ra và làm cho mọi người xem đó chính là một cái ghế dựa để có thể ngồi đọc sách kế bên cái kệ sách luôn nè mọi người đây cũng chính là cái vật dụng cuối cùng ở bên trong căn phòng này luôn với cái ghế này thì mình thấy có màu chủ đạo là màu cam và màu vàng nó khá là sặc sỡ và nổi bật á so với tổng thể căn phòng màu hồng thì có lẽ là không quá hợp nhưng mà chắc là nó hợp với cái tường á mọi người xong rồi nè và bây giờ chính là kết quả cuối cùng Mời mọi người vào thăm căn phòng màu hồng như cái sở thú trong ngày hôm nay Bên trong căn phòng này có đầy đủ hết tất cả những cái nội thất cần thiết luôn nha Có tủ quần áo, bàn trang điểm, giường ngủ Hai cái ghế ngồi giữa lưng rất là thoải mái Một cái bàn rất là sặc sỡ màu sắc Rồi còn có thêm một cây quạt máy nữa nè Có kệ sách, có chậu cây và còn có thêm một cái ghế Để mình có thể ngồi đọc sách rất là thoải mái và thư giãn Mọi người thấy cái căn phòng này có đẹp hay không? Chứ còn Gen á là Gen thấy cái căn phòng này nó cute phô mai que lắm luôn, mặc dù là nhìn nó hơi bị rối mắt một tí xíu á mọi người. Mà Gen cũng rất là buồn luôn bởi vì khi mà mình lắp xong cái căn phòng này thì trời nó đổ cơn mưa rất là to luôn đó mọi người, cho nên là không có ánh nắng đẹp để có thể quay cho mọi người xem cái căn phòng này đẹp nhất có thể. Theo như trải nghiệm và đánh giá của Zen thì Zen thấy bộ đồ chơi này chơi rất là vui Một điều mà mình rất là thích đó là chơi cái bộ đồ chơi này nó rất là sạch sẽ á mọi người Bởi vì cái bộ đồ chơi này nó hoàn toàn làm bằng giấy cho nên là khi mà chơi mình cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thư thả, nó thoải mái lắm luôn Cái này mà mang đi học xong rồi giờ ra chơi mà chơi với mấy bạn trong lớp là thích còn gì bằng sau khi mà gen lắp xong cái mô hình nhà này trời ơi mình nhìn thấy cân xỉu luôn á mọi người cho nên là mình sẽ để lên kệ để có thể trưng bày nha Tuy đã lớn rồi nhưng mà chơi cái bộ này vẫn cảm giác rất là sung sướng và rất là thích luôn đó mọi người. Hôm nay buồn một cái á, là khi mà Zen quay xong cái bộ này thì trời nó đã mưa mất tiêu cho nên là khi mà quay cái kết quả cho mọi người nó không có được long lanh lấp lánh như bình thường. Nhưng mà Zen hy vọng là mọi người vẫn sẽ thích video này, nhấn like video, đăng ký kênh và những cái chuông bên cạnh để chúng ta có thể gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ.